Chào mừng quý vị đã quay trở lại với chương trình Music and You. Và khách mời ngày hôm nay của Phương Uyên đó chính là bé Bảo Ngư. Hello, xin chào tất cả mọi người. Mình là Bảo Ngư, năm nay mình 15 tuổi và hôm nay mình rất là vui khi mà được chị MC Phương Uyên mời đến đây tâm sự dày. Tâm sự mỏng. Tâm sự mỏng. Quý vị biết không, giới thiệu khách sáo vậy thôi chứ Uyên với bé Ngư là chị em khác cha khác mẹ khác ông nội luôn. Nhưng mà cũng là biết về nhau hơi nhiều. Nhưng hôm nay là với cái chủ đề của chị là âm nhạc và những người bạn, nhưng mà chị thích là Music and You, nó rất là phù hợp với cái lứa tuổi của em. Chị muốn hỏi em cũng như là chia sẻ với em cũng như quý vị khán giả một vài câu hỏi ha. Chị thấy vừa rồi là em cũng, ngoài cái việc hoạt động âm nhạc thì chị thấy em rất là hoạt động năng nổ trên các cái trang mạng xã hội thông qua những cái hình ảnh, video, đi chơi, du lịch. Thì không biết em có cái ý đồ gì trong những cái bức hình mà hay những cái status mà em đăng hay không? Dạ, thật ra thì mấy cái status mà em đăng thì em không có một cái kế hoạch nào cho nó hết. Kiểu là hôm nay em đi ở đây thì em đăng lên, ví dụ như mà em đi cà phê với mẹ thì em sẽ đăng lên, hôm nay là cuối tuần em sẽ đi với mẹ để check in lên. Cái Facebook không chỉ là để cho mọi người xem được cái hoạt động của em mà còn để giống như là cái nhật ký online á, thì mỗi em mở ra em xem được là ngày mấy tháng mấy là em đi đâu, em làm gì, và mọi người bình luận vô thì giống như mọi người cảm thấy thế nào về cái hoạt động đó của em. Tức là ngoài những cái sản phẩm âm nhạc của em thì em cũng muốn thông qua các cái trang mạng xã hội như thế em có thể gần gũi hơn với khán giả. Nhưng mà không hiểu sao nhá, giọng em vẫn đang rất là trong trẻo, rất là dễ thương. Thì với cái giọng hát này em nghĩ là mình có thể chinh phục được những cái bài hát ở cái mức độ khó hơn hay không? Từ đó tới giờ thì em chỉ toàn hát nhạc thiếu nhi thôi. Nhà ba đang dần dần chuyển hướng cho em sang hát nhạc người lớn một xíu, mà cũng không hẳn là người lớn nữa. Giống như mình hát nhạc quê hương hay là hát về đất nước, gia đình thì nó cũng những cái bài mà nó không gọi là quá lớn mà cũng không phải gọi là quá con nít, thì nó phù hợp với cái tuổi teen của em. Còn nãy chị hỏi là em vỡ giọng á, thì là em vỡ giọng rồi. Em vỡ giọng rồi hả? Dạ rồi. Giọng em vẫn rất là thánh thoát luôn. Vậy là em vẫn, tức là chị thấy là từ nhỏ ha, em đã rất là nổi tiếng với các cái ca khúc hàng triệu view trên YouTube, được mệnh danh là ca sĩ cô gái triệu view thưa quý vị. Là em thấy không, em tức là em có một cái sự định hướng rất là rõ ràng từ gia đình, từ đặc biệt là người ba nhạc sĩ Yên Lam của em đã định hướng cho em rất là tốt từ những ngày đầu, từ những thời thơ ấu như thế. Thì để cho em có được cái sự nghiệp cũng như là cái sản phẩm thành tựu cho đến ngày hôm nay, thì bước tiếp theo á, nếu như mà hồi nãy em nói là em vẫn đang ba em định hướng cho em này kia, thì có phải là em vẫn đang rất là chưa có một cái ý định hay là một cái ý kiến riêng cho mình không, hay em vẫn đang chờ vào ba mình sẽ định hướng rõ ràng cho em không? Thật ra thì ba cũng không phải gọi là ba định hướng hết hoàn toàn. Ví dụ như mà em coi một cái video nào đó mà em thích học đàn, hay là có mấy ca sĩ nước ngoài mà cầm đàn guitar rồi đi du lịch đây đó rồi cũng làm MV, thì em cũng thích cái đó. Thì em nghĩ là em ba chỉ định hướng thôi, còn em muốn theo thì em theo, không thì em làm nghề khác. Nhưng mà em cũng thấy nếu như không làm ca sĩ thì em có một sở thích khác hay một đam mê nào khác không? Nếu như mà không làm ca sĩ thì em có thể dạy đàn. Wow, bởi vì em rất thích đàn. Và ba bắt đầu cho em đi học đàn từ dạy đàn guitar từ năm cuối lớp 4. Hôm bên nào em rảnh em dạy chị đánh đàn đi được không? Dạ. Thì em kêu là em sở thích muốn dạy đàn, nếu không làm ca sĩ thì dạy đàn. Nhưng mà bây giờ em vẫn là ca sĩ mà. Em làm song song đúng không? Được không? Dạ chắc là được. Chị thấy là em, là gia đình em á, là chị biết là ngoài bố Yên Lam nè, em nè, rồi có thêm hai em đó là Hải Sâm, Vi Cá đúng không? Cũng rất là yêu thích âm nhạc. Thì cái đó có phải là định hướng của gia đình cũng như là truyền thống của gia đình mà từ bao nhiêu đời nay không? Cái thì không phải là định hướng của ba mẹ ép đặt cho em, mà có nghĩa là từ khi hồi nhỏ, là trước khi mà em đi mẫu giáo là 2 tuổi rưỡi á, là thần tượng của em là bé Xuân Mai.
là ngày nào em cũng mở nghe hết cái dĩa của bé Xuân Mai rồi mới chịu ra ăn cơm. Ừ, giống như là nhạc. Ba phát hiện ra tài năng của em từ đó đúng không? Dạ chưa, chưa. Em mới thích thôi. Sau đó một thời gian sau cái em thuộc hết nguyên cái dĩa CD đó luôn, mà lúc đó chưa đi học luôn. Cái ba mới quyết định là cho em đi học thử ở nhà hát Bến Thành. Thấy em học cũng được nên quyết định là cho theo. Rồi lâu lâu có những cái show ở trường hoặc là những cái show mà nhỏ nhỏ thì em cũng có tham gia. Rồi cứ mà mỗi ngày luôn. Rồi em khi mà em đi học á thì cứ mỗi ngày là học xong là ba mẹ sẽ chở qua bên quận 7 quay MV để cho lưu lại những cái bài đó rồi đăng lên trên YouTube, mà từ đó mọi người mới biết tới em. Vậy ba mẹ đầu tư ghê đúng không? Dạ vâng. Thì tôi và bản thân em cũng là người yêu thích âm nhạc, em có năng khiếu thì em mới thể hiện được. Dạ. Một cách là nhanh như thế, chứ với những người mà người ta không cảm thụ được âm nhạc á thì sẽ rất là mất thời gian trong cái quá trình là nghe rồi hát theo rồi bắt chước. Thì em là có tổ chức đúng không? Em là có gọi là con nhà nòi. Dạ vâng. Con nhà nòi đúng không? Thì khi mà trong quá trình mà từ nhỏ, từ lúc giờ là em chính xác em hát là bắt đầu từ năm từ 3 năm tuổi không? 3 tuổi, gần 4 là tuổi cái, có thể gọi là Xuân Mai thứ hai hả? Xuân Nghi đúng không? Dạ Xuân vâng. Nghi, bé Xuân Nghi cũng rất là dạ. Nổi tiếng với những cái ca khúc thiếu nhi ngày đó. Thì ngày xưa là chị rất là, chị cũng biết Xuân Mai, Xuân Nghi một thời vang bóng mà. Tới khi mà lúc mà em cứ lớn dần đó, thì em thấy cái niềm đam mê âm nhạc đó của em có càng ngày là càng tăng dần lên không? Hay là em phải làm theo một cái plan hay là theo cái nhiệm vụ hay là mỗi một ngày thì ba sẽ bắt đầu là kiểu gợi ý một cái mới. Ví dụ như ba kiểu ba không phải là bạn gọi là cố tình show ra mà giả bộ nói trời ơi cái này hay quá, cái bóng nó gió kiểu trời ơi cái này hay quá xong mình nấu làm thử đi. Thì cái thời đó thì em cũng tò mò, muốn tò mò cái em hỏi ba thì ba cũng nói là ừ cái này là cái vậy. Rồi ba bắt đầu cho em đi học. Em càng học thì nó càng có nhiều thứ mới thì em cũng thích. Nhưng mà không phải là lúc nào mà mình cũng có cái đam mê. Nhiều khi bài dồn nhiều quá, bài dồn nhiều quá thì mình cũng ngán. Nhưng mà kiểu nghỉ hát cỡ 1-2 ngày là bắt đầu nhớ nó. Thì những bài hát lại trở về với em. Bắt đầu cái máu âm nhạc là phải nổi lên. Dạ đúng. Phải muốn là phải chinh phục cho bằng được, bằng tiếp. Chị ngày xưa chị cũng có thời gian học piano cũng học nhạc, thì cũng như em nói đó, cũng bận rộn những cái việc học bài vở trên trường rồi bài tập về nhà rất là nhiều. Thì chị cũng học đến lớp 8 thôi, xong rồi chị phải ngưng. Thì thực ra bây giờ nghĩ lại rất là tiếc, nhưng mà đúng là để theo đuổi con đường âm nhạc này thật sự là phải rất là đam mê và kiên trì tới cùng. Mà một điều đặc biệt nữa là chị thấy rất là tuyệt vời nha, em có một người bố rất là tâm lý nha, vừa có thể khuyến khích hoặc là gọi là khơi gợi cái niềm đam mê yêu thích của em, nhưng mà vẫn không chỉ dừng lại ở đó mà bố còn có những cái đường hướng, vạch ra những cái chiến lược để mà push em đi từ từ như em có thể chạm tới được cái chinh phục những cái nấc cao hơn trong cái con đường âm nhạc. Thì phải nói là rất là dành lời khen, rất là ngưỡng mộ cho bố nhạc sĩ Yên Lam của bé Bảo Ngư. Ngư ơi, bây giờ cho đến thời điểm hiện tại thì kênh YouTube của em là được bao nhiêu subscriber rồi? Dạ, hiện tại thì kênh YouTube của em có hơn 2 triệu người subscribe. Chính xác là bao nhiêu nè? Chính xác thì là 2,20 mấy. Không có nhớ. Thua chị ra nhà nè. Đây này, fan hâm mộ nè, chính hiệu nè, 2,27 triệu. 2,27 nhá. Tới thời điểm hiện tại. Tới thời điểm hiện tại luôn. Đó. Em phải cảm ơn những subscriber của em đã luôn theo dõi ủng hộ em trên con đường âm nhạc. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho Ngư. Cảm ơn cho chị nữa. Cảm ơn chị. Chị là một đóng góp một subscriber, mà không những là subscribe nhá, còn like, share nữa. Đó. Ngư, bây giờ em nhớ nhất cái video mà hiện tại hot nhất cũng như là đạt nhiều view nhất của em là ca khúc nào? Như mọi người cũng đã biết, em qua một cái video được nhiều view nhất trên kênh của em tới thời điểm hiện tại là ca khúc Bóng Bóng Bang Bang. Cho ăn cơm hầm cháo hoa nhà người. Bóng 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 bang bang lên ăn cơm bang cơm bạc nhà. Còn tiếp theo chúng ta sẽ đến với những cái câu hỏi Q&A dành cho bé Bảo Ngư. Em đã sẵn sàng chưa? Dạ rồi. Rồi chúng ta bắt đầu nha, chuẩn bị nha, chuẩn bị tinh thần nha. Và em chỉ có 5 giây để trả lời thôi, nếu sai thì em sẽ bị một hình phạt. Hình phạt gì thì lát mình sẽ biết. 3, 2, 1. Câu hỏi thứ nhất, Ngư học dở nhất môn gì? Toán. Ngư có bạn trai chưa? Chưa. Ngư thích bố hay mẹ? Cả hai. Việt Nam có bao nhiêu dân tộc? Dạ.
rồi nha. Ủa Việt Nam có bao nhiêu dân tộc? 26 rồi, sao rồi, được rồi. Ngươi thích ăn hải sâm hay vi cá? Dạ, bào ngư. Ủa em ăn mình luôn hả? Dạ vâng. Em muốn hỏi chị câu gì không? Không. Rồi giờ là hồi nãy là bé Ngư trả lời sai hai câu ha. Sai một mà ta. Đầu tiên nhá, Việt Nam có 54 dân tộc. Ủa có 54 dân tộc? Ừ. Bây giờ là để dập lại chị Uyên. Thì em sẽ hỏi ngược lại cái trò Q&A với chị nha. Cho tiền. Chị cũng sẽ chỉ có 5 giây để trả lời thôi. Rồi. Ok. 3, 2, 1. Chị Uyên sợ con gì nhất? Chuột. Tại sao? Hồi dơ. Nó dễ thương mà. Không, kinh lắm. Chị Uyên thích con nào nhất? Thích á. Thỏ. Giữa ba với mẹ thì chị Uyên thích ai hơn? Mẹ. Tại sao? Mẹ là người bạn, người chị, người tri kỷ, người thầy của chị. Ủa vậy còn ba của chị thì sao? Ừ. Vậy còn ba của chị thì sao? Ba chị thứ hai. Chị có thích đi du lịch không? Chắc chắn. Chị thích đi du lịch nước ngoài hay trong nước? Cả hai. Chị thích đi du lịch nước ngoài ở nước nào nhất? Mỹ. Và có nước nào chị chưa đi? Tất cả đều chưa đi. Chị mới đi Trung Quốc thôi. Ủa gì đâu vậy tất cả. Và để cảm ơn em đã đến tham dự show của chị ngày hôm nay. Chị đã có chuẩn bị một cái món quà rất là phù hợp với sở thích cũng như là lứa tuổi của em. Về nhà unboxing em... rồi quay video vlog review cho chị ha. Yeah. Hôm nay được mời tới tâm sự mỏng. Chương trình Music and You. Dạ, chương trình Music and You mà còn được có quà nữa. Rất là lời. Cảm ơn bé Ngư, cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại ở những số tiếp theo. Bye bye.